Xin chào tất cả anh em, hôm nay em sẽ làm một video clip tổng hợp tất cả các máy hiện tại của LB Audio ở tại gia ha. Còn em sẽ còn một cái kho nữa. Đây là những cái phần băng cối từ hành ở trên. Này thương hiệu Starbird nè. Với lại telephone can. Này là của dòng Naui, còn bên kia là của Đức ha. Đây là cái tủ đài. Đài này rất là đẹp nhé. Em sẽ quay xa cho anh em xem không? Bộ anh em thấy không? Cái phần cửa lù của nó cũng rất là đẹp. Đây bên đây. Và bên đây là một cái form khác cũng để mở ra ha. Ở trên là radio. Đây là hai cái dòng này của dòng của Đức hết ha. Đây. Còn trên đây sẽ là một cái rail cực kỳ đặc biệt luôn. Đây là củ xi men và đây này là dạng củ lùa. Và dòng này là dòng 4 lo ha, rất là hiếm trên thị trường. Còn đây là AEG nè. Cái tủ nguyên bản nó nhìn nó sẽ như thế này. Giờ thì em sẽ mở ra. Đây là cái phần nhị than nè. Cái này khi mà chúng ta đưa lên cái. Đó, ra. Thì xem ra một radio. Rồi, bên đây thì chúng ta sẽ có những cái phần như càng nè, tủ đài nè, máy đếm chữ ha. Bên đây sẽ là những cái dòng máy cassette. Anh em thấy không, đây có một cái con M90 nè. Em sẽ quay cận cảnh ha. Còn cái phần TV đây. Ở dưới chúng ta sẽ có những cái con đĩa bay bơm bóp. Có một cái con radio Saba nằm ở trên kia. Rồi quay qua đây tí. Trên đây sẽ là chân những cái máy cassette nhỏ, những cái máy cassette cầm tay ha. Đấy, đồng hồ vai bò nè, ở trên tí cho anh em xem máy chiếu phim. Thằng này thì sẽ đi theo màu sắc một tí. Màu đỏ. Rồi. Bên đây sẽ là tivi nè, tivi cầm tay. Radio. Con này là radio xuyên lục địa ha, Zenith 3000 rất là nổi tiếng. Ở đây có những cái đầu led. Máy cassette, máy bồng con, máy đánh chữ. Ngoài ra phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm cái phần quà mấy cái vali xách tay. Bên đây sẽ là những cái dạng mà đây, anh em thấy cái phần máy cassette cầm tay không? Rất là lạ. Đây là những cái dòng cassette cầm tay là cao tiền. Đẹp. Đây nè, đây có một cái nhìn nó giống như một cái quyển sổ đấy. Nhưng mà không phải, khi mà mở ra thì nó là một cái dòng máy ghi âm giống điệp viên ha. Rồi ok. Đấy,